Rồi bây giờ thì thầy sẽ đề cập tới một số cái đề tài mà thầy vừa giao cho các bạn mà đăng ký nhóm nghiên cứu khoa học với thầy nha. Các bạn lưu ý thì nhóm 1 là điều khiển nhúng BAD Fuji bằng MATLAB cho Arduino để khảo sát ổn định nhiệt độ. Thì cái nhóm này là đã có phần cứng rồi. Đã có phần cứng rồi và các em đã kiểm tra được cái nhúng MATLAB cho Arduino rồi và điều khiển BAD hình như cũng được rồi á. Còn Fuji thì chưa, nhưng mà nói chung Fuji mấy em đừng lo, tại vì mấy em sẽ sử dụng cái khối Fuji nhúng của MATLAB để nhúng cho Arduino. Giải thuật phức tạp của Fuji nó đã hoàn toàn được thể hiện thông qua cái khối Fuji người ta đã hỗ trợ rồi, cho nên thực ra không có khó khăn gì hết. Công việc của mấy em sẽ phải là khảo sát ổn định nhiệt độ, có nghĩa là khi mà KP, KI, KD thay đổi thì cái ổn định nhiệt độ nó thể hiện nó sẽ thay đổi như thế nào. Đó là khảo sát cái sự thay đổi của thông số điều khiển. Cũng như là cái thằng Fuji này nè, sẽ có khối tiền xử lý, hậu xử lý, thì khi tới tiền xử lý thay đổi, hậu xử lý thay đổi thì ảnh hưởng như thế nào tới cái việc khảo sát nhiệt độ. Sai số giắc lập, độ gọt lố, thời gian quá độ nó thay đổi như thế nào, đó là em phải khảo sát ha. Thì nhóm 1 lưu ý cái chuyện đó. Nhóm 4 thì đang làm về bồn nước 4 bình, nhưng mà nhóm 4 thì vẫn còn đang lưu bu cái phần giải thuật, cho nên thầy tạm thời chưa đề cập ở đây. Riêng nhóm 2, nhóm 3, nhóm 5 và những nhóm về sau, nếu có thêm nhóm nữa thì là các em sẽ khảo sát một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như hệ pendulum, hệ con lắc ngược kép trên xe, hệ xe hai bánh tự cân bằng, và mấy em sẽ sử dụng một giải thuật để ổn định được hệ thống. Giải thuật đó thầy sẽ cung cấp sau. Có thể rất khả năng cao là điều khiển LQR ha, điều khiển LQR, và khi mấy em điều khiển LQR cho cái hệ thống này thì nó chỉ mới tương đương một cái đồ án môn học của mấy em thôi, mà cũng chỉ là một bài dạng bài tập lớn thôi. Cho nên đó, để nó ở mức độ cao hơn cái đồ án môn học thì em sẽ phải làm cho nó chạy thông qua MATLAB Simulink, nhưng mà cái dạng chạy 3D đó. Đó. Thì thực ra là nhóm 2, nhóm 3 với nhóm 5 này là đều làm rất là giống nhau, đều sẽ làm liên quan tới sim mechanic ha. Ở đây là nhóm 2 thì cũng chưa chắc đã cần là sim mechanic đâu. Nhóm 2 thì sẽ là các cái giải thuật và so sánh các giải thuật với nhau. Thầy sẽ cung cấp cho chẳng hạn như là QR, điều khiển Fuji. Thực ra là thầy có những cái code rồi, thầy sẽ đưa cho mấy em để mấy em hỗ trợ, để hỗ trợ mấy em khảo sát. Nhóm 3, nhóm 5 và các nhóm về sau các em phải. Nhóm 2 thì không cần coi sim mechanic cũng nghe cũng được nha. Nhóm 2 không cần thiết phải coi sim mechanic. Nếu coi sim mechanic sẽ bổ sung thêm tốt hơn cho cái nghiên cứu khoa học của mấy em thôi, chứ nó không còn là bắt buộc. Nhưng mà đối với nhóm 3, nhóm 5 và những nhóm về sau, việc coi sim mechanic là bắt buộc. Có nghĩa là mấy em sẽ mô phỏng được hệ thống ổn định trên MATLAB Simulink. Giống như là hồi xưa mấy em làm điều khiển mờ cho hệ con lắc ngược trên xe mà thầy hướng dẫn thực tập điều khiển tự động vậy đó. Nhưng mà mấy em không chỉ quan trắc sát trên scope, cái thông số trên scope sẽ được chuyển qua cái sim mechanic để nó hiển thị lên hình 3D hoạt động ha. Thì nó sẽ là như thế này. Rồi nó đang như thế này, chẳng hạn như bây giờ mấy em đánh là sim mechanic ha. Anh đánh sim mechanic đó, thì chẳng hạn như mấy em làm cái con pendulum đi ha. Mấy em làm cái pendulum đi thì mấy em sẽ thấy người ta sẽ tạo ra những cái khối trên sim mechanic, để cuối cùng là cái đồ thị nó hiển thị cái sự hoạt động của cái con pendulum thực sự. Hoặc chẳng hạn như đây, tất nhiên mình chọn đối tượng vừa phải thôi, không phải đối tượng quá khó như mấy này à. Đây chẳng hạn như vậy nè, có nghĩa là nó hiển thị trên scope không nói, mấy em sẽ làm sao để nó hiển thị trên cái phần mềm giao diện như thế này. Thì trong cái phần mềm giao diện nó sim mechanic, nó là một cái hướng đi cũng tốt. Hay như thầy lấy đối tượng là pendulum đi ha. Em coi mấy cái clip này để coi hướng dẫn người ta làm sao.
mô phỏng ra scope rồi thì cái số liệu đó để mình vận hành trên một cái hình ảnh 3D để mình có thể khảo sát. Đây nó chỉ làm nè. Đây. Ở đây mình không có điều kiện làm mô hình thực tế. Tuy nhiên mình muốn làm cho cái nghiên cứu của mình nó trực quan, dễ quan sát và mình có thể làm việc từ xa được. Người khác có thể test trên một cái mô hình ảo như vậy. Đó, cho nên mình mới hướng tới cái việc sử dụng machine mechanics. Đó. Có cái số liệu trên scope rồi nè. Có cái số liệu trên scope mấy em thấy không? Mấy em xây dựng ở trên cái phần mềm 3D. Nói chung em sẽ chịu khó coi mấy cái clip này ha. Thì mấy em hỏi tại sao không chọn những cái đối tượng nào mà nó thực tế một chút mà đi chọn mấy cái đối tượng như con lắc ngược trên xe, con lắc ngược quay hoặc là xe bánh tự cân bằng. Thì như vậy nè, những cái đối tượng trên thực tế khi mấy em đi làm thì nó muôn hình vạn trạng, cho nên mình sẽ đưa về một số cái mô hình chuẩn. Một số cái mô hình chuẩn là gì? Là những cái mô hình đó có cấu trúc đơn giản nhất mà nó lại có cái phương trình toán học mình đã nắm rồi, mình có thể khảo sát được phương trình toán học đó để mình có thể dùng đó là cái công cụ nền tảng mô hình để mà mình có thể phát triển các cái giải thuật trên nó, hoặc mình có thể thử nghiệm một số tính chất trên nó. Đó là các cái mô hình chuẩn, chứ em không thể nào lấy một cái đối tượng mà nó mang cái tính ứng dụng quá chuyên ngành đi, quá chuyên môn đi mà em đi khảo sát chung cho đại, cho tổng thể mọi người được. Phải sử dụng một số cái mô hình chuẩn đơn giản để mọi người đều có thể khảo sát, và sau đó mỗi người khi mà người ta làm công việc của mình, người ta sẽ chọn cái đối tượng mà người ta sẽ tốn dài 3 năm tới dài 30 năm để đi sâu về nó, để trở thành chuyên gia về nó ha. Thì do đó em cần một cái thời gian rất là ngắn, chẳng hạn như trong vòng 6 tháng, 1 năm, vài 3 tháng, 1 tuần, vài 3 ngày để mà em nắm được một mô hình. Thì những mô hình đó là mô hình chuẩn, được chuẩn hóa rồi, như là con lắc ngược quay, con lắc ngược trên xe, Bendu, xe bánh tự cân bằng ha. Do đó thầy hướng dẫn mấy em, thầy sẽ chọn các mô hình chuẩn để mấy em có thể làm việc, để mấy em có kiến thức về nó. Còn chuyện sau này mấy em có áp dụng được nó hay không thì mấy em sẽ áp dụng những mô hình khác phức tạp hơn nó rất nhiều, nhưng mà mấy em nắm được nó thì mấy em mới có cái phương hướng để tiếp cận những mô hình kia. Mấy em lưu ý ha. Cho nên mình cứ an tâm làm những mô hình chuẩn, đừng có nghỉ ngơi lăn tăn là nó có ích gì đâu mà phải học, không có, nó đều sẽ có ích hết. Mấy em chịu khó coi mấy cái clip này cho thầy ha. Rồi. Ở đây nè, ở đây ghi thẳng sim mechanic luôn. Ở đây thì ghi là thiết kế xây dựng bộ điều khiển ổn định cho hệ xe hai bánh tự cân bằng trong giáo dục đào tạo mô phỏng trực tuyến, thì cũng là sim mechanic đó, nhưng mà mình để thằng này cũng sim mechanic, thằng kia cũng sim mechanic, người, cái hội đồng xét duyệt người ta cảm thấy những đề tài này trùng lắp không có hay, thành ra mình để cái tên hơi khác đi một chút để cho cảm thấy là công việc của nó khác nhau nhiều, nhưng mà thực chất em nhóm 3 vẫn có thể tham khảo em nhóm 5 được ha. Có điều đối tượng em nó sẽ khác, em sẽ hai bánh cân bằng, em lại con lắc ngược kép. Nói vậy chứ xây dựng một đối tượng mới trên trên cái sim mechanic á, là cũng rất là tốn thời gian. Cho nên là tuy rằng em thấy nó giống nhau vậy thôi, chứ mấy em chỉ tham khảo được cách thức cài đặt sim mechanic, cách thức cài đặt SolidWorks, cách thức cài đặt MATLAB chung với nhau thôi, chứ còn đến lúc xây dựng cái hệ thống là em mỗi em xây dựng một hệ thống khác nhau. Mà phương trình toán học thì thầy sẽ cung cấp cho mấy em, thầy đã từng làm cái này rồi, thầy sẽ cung cấp cái phương trình toán học cho mấy em, giải thuật ổn định cho mấy em luôn để mấy em có thể nhanh chóng tiếp cận vô sim mechanic liền ha. Rồi những nhóm sau mà tiếp tục làm nữa thì cũng sẽ là thiết kế xây dựng bộ điều khiển ổn định cho hệ gì đó bằng sim mechanic, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8 vân vân. Nhưng mà mình sẽ hiệu chỉnh thuyết minh, mình sẽ hiệu chỉnh cái tên sao cho cảm thấy nó đừng có trùng lắp ha. Cho nên bây giờ nhóm 3, nhóm 5 và có thể là nhóm 2 hãy lên trên mạng coi những cái sim mechanic đi, để coi cách cài đặt như thế nào, nó phải link giữa SolidWorks với MATLAB đó.
cho nên làm cái này xong mấy em sẽ rành về SolidWorks, nghĩa là phần mềm, một phần mềm cơ khí nổi tiếng, và mấy em cũng rành luôn cái MATLAB là một cái phần mềm cơ sở của cái lý thuyết điều khiển, nó sẽ có lợi cho mấy em ha. Cố gắng làm thật nhanh. Tại sao? Mấy em đợi đến khi đăng ký đề tài rồi là loay hoay tới tháng 6 là bảo vệ là không có kịp thời gian đâu, trong khi đó mấy em còn cái luận văn tốt nghiệp, mấy em còn những cái môn mấy em đang học, còn em có cả một cái môn thực tập mà sau khi hết dịch mấy em phải lên bù lại, thời gian rất là cấp bách. Cho nên bây giờ cố gắng hết sức để mà cho nó xong càng sớm càng tốt ha, lưu ý.